là Lan đây, và cầm cái gân ra đây. Này, chân tái gầu kỹ này. Trong nhà còn mấy bát nữa đây. Chả, cậu đừng lấy quẩy đấy nhá. Một lạm gầu này, đấy không này. Cô cho lạm gầu đi. Cho lái xe được một. Rồi, chị anh cứ ngồi đi. Hai sức mạng, hai tay chín đấy. Em muốn bát gì đấy? Nào cô ơi. Vâng, bán 6 này. Mẹ gì? Đấy không phải đường, ngoài đường. Bán 6 thì có anh. Một tay gầu, một tay 9 phần 3 nhá. Đây bàn 7 này. Xong rồi, một tay gầu, một tay 9 đây. Bắt tay không này. Mình thì chỉ có xương hai tay gầu. Anh béo quay mặt ra này, tay gầu. Tay gầu đến gì nữa? Hai bác tay 9 à? Không có gần nhá. 5:30 đã bán rồi. Đây à, đây bán đến mấy giờ hả? Bán đến 11 giờ trưa. Nhà này 85 năm phở rồi. Ông giờ là thế hệ thứ 3 rồi. Còn thế hệ thứ 4 là bán rồi. Bán ở trên Thụy Khê. Đây các bạn nhìn miếng sốt vang này. Miếng này thì rất là ngon rồi. Nó có sự kết hợp hài hòa giữa gân này, thịt mỡ và thịt nạc của cái miếng thịt bò. Bát này là có giá là 60.000, cũng giống như thịt tại Uầy. Cái miếng này ngon này. Miếng này ăn sẽ rất là mềm các bạn nhé. Mà nó có cái độ giòn của cái miếng gân đấy. Cái độ ngậy béo nó rất là cao và nó có mùi thơm, cái vị hương thơm của cái thịt bò. Nó không có cái vị ngái các bạn nhé, rất thơm luôn. Nó mỏng và khi mà ninh dừ lên bắt đầu nó cuộn lại. Nó có cái độ mềm các bạn nhìn thấy không? Đấy. Này ông Việt, anh có 6. Cho tôi đĩa quẩy nhà, cho tôi. Hai cái một xôn này, cô thể điện. Chưa có được. Đây toàn bộ chỗ này chỉ làm sốt vang ạ. Sốt vang. Vâng. Sốt vang ở đây là chỉ toàn làm từ thịt tạng to ra hết chứ không có làm thịt vụn. Vâng. Đây cái tạng thật to là làm thái ra, trần nước sôi sạch sẽ là bắt đầu là. Bắt đầu là thái. Dạ vâng. Đây chỗ đấy, cái miếng này ngon này. Nạm này là rất là ngon. Vâng. Chỗ nạm thơm. Và khi là hầm lên ăn thì ngon, thơm. Đấy cái miếng nó phải vừa nạc và vừa có phần mỡ này. Nạc vừa sữa. Gân vừa mỡ. Dạ vâng. Đầy đủ hết. Thế là hàng ngày chị vẫn thường vừa làm vừa bán luôn tại đây luôn ạ? Làm đến đâu bán đến đấy luôn, chị không làm trước, cứ luộc đấy là bán luôn. À. Đây là chị trần nước sôi thôi, trần nó sạch, bây giờ mới cho vào hầm, thái rồi mới cho vào hầm, đấy, thái rồi mới lại cho vào hầm. Tại sốt hết bánh hả? Gần nhé. Sốt gần à? Sốt gần. Chị năm nay là sang năm thứ 24 rồi, nhà chị ở đây. Vâng. Chị tiếp quản đâu chứ còn từ thời ông bà thì bán từ lâu rồi. Chị bán nối tiếp thôi chứ còn từ thời ông bà, ông bán từ năm 80. Chị tiếp quản lại được sang ngày năm thứ 24 rồi. Vâng. Em thấy nhà mình ở đây là người ta biết đến nhiều nhất là phở sốt vang chị nhỉ? Nhiều nhất là sốt vang. Dạ. Thật ra thì sốt vang thì vẫn là món mà nhiều nhất của chị. Dạ. Nhưng còn lại thì nó là còn tái chín này, nạm gầu, bắp. Đây vâng. Như chẳng hạn như bắp đây chẳng hạn thì một ngày chị cũng bán rất là nhiều. Dạ vâng. Đây, chị bán một ngày đấy. Ngày vâng. Nào lấy ngày đấy, ngày nào vâng. Bán ngày đấy. Mình trần một lúc là nó sẽ nó mềm nhưng mà mình dạ. Cho vào mình linh thì nó sẽ rắn, nó cứ co, nó rắn lại. Vâng. Nó rắn dần lại thì cũng dạ phải vâng. Linh lâu đấy, không phải. Tại chị vâng. Thường thường những cái mỡ không là chị bỏ đi. Còn đâu là lửa lạc, lửa mỡ, ăn thì mới được. Có cả phần lạc, phần gân, phần mỡ, vâng, ai thích dạ. Ăn gì đều có, đúng kể cả là gân trong. Ngày bán được mấy nồi này chị? Cứ nồi nọ, nồi lớp kia phải mấy nồi. Ở đây chị toàn dùng những tặng to như này thôi. Wow, không nó dày không các bạn nhìn này? Rồi, nó dày phải đến 10 phân luôn. Rồi, không dùng thịt nhỏ đâu. Dạ vâng. Đã cứ tảng nào tảng đấy cứ phải to này xong chị lại vân ra nhỉ? Xong bắt đầu mới thái ra. Dạ vâng. Chứ không làm bằng thịt vụn. Vâng, cái này chị ninh được mấy tiếng rồi? Cái này chị bắt đầu trần đó. Ở bên kia là chị thái ra, thái ra được bao nhiêu là chị cho vào đây? Và cứ cuộn chiếu như thế. Nghĩa là đây mới bắt đầu linh chuẩn bị tiếp cho để dạ. Để cho nó nối vào nồi vâng. Nồi trước. Cái này thì mấy giờ rửa ra thì khách ăn được hả chị? Cái này thì chị cứ linh khoảng 2 tiếng trở ra mới ăn được. Vâng. Còn trong kia thì là đã có cái linh nồi để bán rồi, đương bán rồi. Dạ, là vâng. Nồi trong hai phở sốt. Xong hai phở sốt nhá. Lúc này là không được tươi. Còn nếu bán hàng thì lại cho đường khô rất là đường. Đường tươi đập đập này để khử cái mùi ôi của cái xương bò, xong lại cho vào ninh trong tí nữa lại sôi lên vớt bò nữa, ừ. Thì mới xong. Cứ làm sôi thì vớt bò. Thực ra là ngày xưa là mình ở đây mình
ở trong cái buồng đấy bán hàng còn lớn rồi thì phải về nhà bà ngoại để cho nó rộng. Mà đây là ngay sát Hồ Gươm luôn các bạn này. Đây là một trong những cái vị trí gọi là quá đắc địa ở phố cổ này. Nhà anh ba ô thì anh ô đầu tiên, ông anh cả ô thứ hai và ông thứ hai ở đây. Ông bà mũ, cái bà bán cặp túi ở trên này này, quay vâng. Nhà trên này. Nó bảo là đất này không vàng, đất kim cương, mấy bà bán cặp túi trên này. Về đây một, quay về tình hình bất động sản mà vâng. Ở Hồ Hoàn Kiếm. Vâng. Mấy bà đấy còn ngồi đất phép bảo là đây là đất kim cương, không phải đất vàng. Vâng. Vâng. Nhưng mà cái này nhà của anh là không phải là nhà cổ. Vâng. Cái này là nhà Tây, nhà cổ là phải có gỗ, phố xí phải là phố xí ngồi hai bên cạnh. Vâng. Có đủ cho chấu. Vâng. Cái này từ ngày xưa đến giờ là tự hoại thôi. Vâng. Chỉ có cái là mình không có nước, thời đấy bao khắc nước nó yếu. Làm sao mà lên được cái bình ấy? Thằng Pháp nó vào đây nó cải tạo Hồ Hoàn Kiếm, tức là mặt đằng trước thì là mặt đằng trước là nó chọn hết rồi. Ví dụ như là Lý Trương Hoàng nhá, là mặt đằng trước là phố Tây nhưng mà mặt đằng sau cầu gỗ lại là phố của ta. Vâng. Đúng không? Khi nó vào nó làm lại cái Hồ Hoàn Kiếm này thì tất cả cái nhà xung quanh đều là của Phạm. Cầu giòn đấy này. Đây cầu giòn đấy. Chứ bao giờ lấy phải lấy cả miếng, nó có cầu mỡ rồi. Đây này, ví dụ cái này là phần giòn này. Dàn đuôi này là hết giòn rồi. Phần này này là anh hầm xong tí nữa là tầm được khoảng 9 giờ là anh vào anh làm sạch cái nồi này, anh thả xương mới là anh đến. Đây, xẻ đôi. Không cắt đôi thì chả vớt được. Vâng. Đồ to thì nó ngon nhưng mà. Đây. Rồi. Đây cái này cho bạn mai vô cho. Đây. Nước này là xong hết rồi, với cả là nhà chị khác, những nhà khác là chị luộc thịt vào cái nước này này. Thì là cái thịt nó, cái nước luộc thịt nó sẽ ra nước dùng. Nó sẽ đậm đà nước dùng, nhưng mà chính cái nước dùng này nó sẽ làm cho cái miếng thịt này nó ngon hơn. Bởi vì là cái nước dùng này của mình nó là nước xương ninh rồi này. Và gia vị, các thứ mình cho đầy đủ rồi. Thế khi mà mình ninh mà thì là cái thịt này nó sẽ ngấm các cái loại gia vị, các cái nước này vào. Đấy. Thế là em ăn cái miếng thịt chín thì em sẽ thấy nó khác. Nó đậm đà và nó thơm hơn. Dạ. Canh nhà chị là nấu là hoàn toàn bằng nước mắm. Vâng. Đây nước mắm này em cũng thích này. Nước mắm này có mùi thơm. Thơm này, với mà cái nước mắm này nhà chị là cũng là mua nước mắm cốt chứ không phải là các cái loại nước mắm công nghiệp bây giờ. Đấy. Vâng. Thì là canh nấu bằng nước mắm thì nó sẽ mềm và nó thơm hơn. Đấy. Và khi phở thế khi bao giờ người ta ra mà những cái người người ta đậm là bao giờ cái bát phở mình bưng ra là bao giờ người ta phải cho thêm một tí nước nóng vào. Vâng. Nó mới ngon. Đấy, cái này là khi mà nó sôi lên là khách nào là bán được không? Của cô này, trả cho cô điện thoại đi. À, cô đang cầm điện thoại đấy của bà luôn. Cái của bà đúng không? Của cô, cái của bà. Một tái này, hai thập cẩm này. Dạ. Dạ. Lấy gì ạ? Hai thập cẩm này. Ừ. Vâng, đồng chí ngồi đi. Ngồi ạ. Vâng ạ. Là mỗi thứ có được một chút đầy đủ hết. Bát này là bao tiền này chứ? Bát này là 50 em ơi. Tái nạm gầu gân, nói tóm lại là nhà mình có gì cho bà luôn. Ừ. Đấy con ra con giả cô nhà cô là hai bát thập cẩm trước nhé. Cẩn thận bị móc. Tái đấy, bát tái ở nhà đấy ạ, một tái này, tái của nhà đấy, của anh này tái nạm này. Bát tái gầu giòn này là của chú áo trắng này kia nhá. Tái gầu giòn này là bao nhiêu này chị? Tái gầu giòn 35. Tức là 40-50 cũng có nha, tùy theo mức độ của ăn. Ờ, hai bát ăn gì em ơi? Để cô mang cho chú này. Ờ, tái chính của ông đây rồi ạ. Rồi, cho thêm ít tái. Chân thêm tái, vâng ạ. Chan thêm ít nước này cho ông ăn tái ăn. Hai tái gầu của ông ạ. À? Đây của ông. Hai tái gầu nhà kia. Thủy 1 hay 2 đi em ơi. Ừ. Cô hai bát 80. 87-80. Ừ. Này lên chọc. Hai tái gầu. Ừ. Hai tái gầu học sinh đi học trước. Rồi hai mẹ con. Một bát nhiều bánh tái gầu của Thủy trước này. Xong rồi một bát kia chín nạc này. Nạc đấy cô bác.
Cho thêm 2 bát thêm nhiều bánh ấy. Ở đây khách thì người ta thường ăn suất nào là nhiều nhất hả? Tái chín là thông dụng nhất. Tái chín thì là bao nhiêu anh? 30.000. Đây tái chín 30.000 đấy. À. Khách thì ở đây người ta thích ăn nhiều hành. Vâng, tái chín của ai? Chú đeo kính cầm điện thoại đấy. Có quẩy không ạ? À? Cả quẩy một rổ à? 135, 145 của nhà đấy. Nhà mình có chỗ ở trong kia, chắc là khách chỉ thích ngồi ngoài này đấy. Ờ toàn bộ trừ rời mưa. Ba bát của Tây này. Trả lại 25. Một tái chín của nhà này đây. Của chị là 29 nặng 40 đây đúng không? Vâng. Ok em, ngồi đi. Đấy, xuống dưới ngồi. Thế đây cho luôn 2 tái chín đi. 29 nặng 40. Trà đá 3.000 này. Sợi bánh nhỏ này các bạn này. Bánh phở đấy thì bé hơn so với cả cái mức thông thường. Thịt chín này. Gân thì mình chưa ăn thôi, nhưng mà mình gắp vào mình thấy là nó cũng rất là mềm rồi. Đấy, có 2 miếng gân này. Gân được thái mỏng ra này, chứ không phải là để nguyên các bạn ạ. Tái ở đây thì thịt người ta thái nó rất là mỏng luôn. Nó mỏng nó cuộn lại với nhau này các bạn này. Cái gì cũng phải tách ra thì nó mới thành. Vâng. Cái này nó là cái nướng của nó. Ừ, nhìn ngon nhỉ. Cô phải rạch, kéo cô phải rạch này đấy, rạch như này này. Xong rồi nó còn rửa sạch đi, nó phải trắng nõn như này. À. Khi nào nó phải trắng nõn đấy, có nhìn chưa? Vâng, đấy. Đúng rồi, bên trong trong luôn. Đấy, nó phải trắng nõn như này, đấy. Đấy thì cái ngẩu khí nó mới sạch, rồi cô lại trần lại một lần nước sôi. Nếu mà cái nước này nó mà phẩm màu này thì là đụng vào cái thìa, cái muôi này nó sẽ vàng lên. Nó dính môi luôn. Nó dính vào môi và nó sẽ vàng lên. Vâng. Nhưng nhà cô này, nó đã chảy hết, nó sạch luôn. Nó không hề có một gì vì nhà cô làm toàn bằng thiên nhiên hết. Ví dụ như là bột điều này nó cũng là thiên nhiên này. Đấy, bao giờ cô mua phụ này, khách nó làm bao giờ cũng phải. Cụ này cụ ăn 30 năm của ông vui rồi, cho nên nhớ lắm. Con người cô không vấn bát, cô toàn lõ nhé. Lõ rùa này. Cái này nào cũng thái, ăn với thái nhưng mà thái như là thái trần phở nó khác, mà cô thái cái xào nó lại khác. Xào lăng thì cô lại phải thái cái nó kiểu khác. Thì nhà cô đến đâu thì cô làm đến đấy mà, không bao giờ hàng để lưu lại đâu. Cô đang luộc cá này. À trong này cô lại cho cà ở đây rồi. Ui. 6 bao tiền. Nhà mình đây có bán lẩu thì không cô? Không, lẩu không phở đúng không ạ? Là chật, lẩu ngồi lâu lắm. Vâng. Còn cái kia cà thì cô trần đấy các bạn. Trần nước sôi. Vâng. Nó cô luộc ở bên kia đã, sau đó cô mới cho sang nước dùng. Cũng vừa cô cho thẳng vào nước dùng luôn. Vâng. Hôm nay là 6 bộ. Nói chung là cả một con bò nhỏ luôn là nhà cô có tất. Đây món gì đây cô, cái gì đây? Cái cuống của cái cà. Cuống của cà là cô sâu luôn thành một chuỗi như này luôn để cho vào cho nó tiện. Phải làm ra thì cô phải cái gì, cô phải tách ra thì nó mới thành nhá. Vâng. Cái này nó là cái cuống của nó. Lúc nào khách ăn thì một là cô trần phở, hai là khách ăn trần không. Cái hoặc là một bát con bò thu nhỏ thì nó đều có cả cái này. À. Có cả có cà bò, ngẩu bò, thủy bò, cái gì cũng có. Và một con bò thu nhỏ nó vào hết một bát phở. À thế ạ. Người ta ăn đầy đủ đấy, là một con bò thu nhỏ. Vâng. Thế là cô là có hai cái nồi nước khác nhau. Vâng. Nồi này là để cô luộc thịt. Vâng. Vào nồi này để cô là nước dùng. Vâng. Mà nước dùng thì chỉ có vào nước dùng và chan phở thôi, không được đục thịt sống ở đây. À. Đấy, vâng. Ngoài khi là cái thùng thịt này nó thịt nó còn được thì sau đó cô mới chuyển sang đây. Vâng. Cô chuyển sang đây thì cái thịt thiếp bắt đầu nó mới ngấm nước canh nước dùng, thì nước dùng bắt đầu nó mới thêm cái phần đậm đà này. Người ta bảo là ngọt từ xương và thơm từ thịt. Vâng. Đấy. Cô làm như thế thì nó sẽ đảm bảo nó cái nguồn nước bên kia nó sạch sẽ. Có nghĩa là cô làm rất là vệ sinh, cái nào nó riêng ra cái đấy. Vâng. Cô không lẫn lộn hết, kể cả thịt chín cũng phải trần, à thịt sống trước khi cô cho vào cũng phải trần nước sôi. Sau đó cô mới vào đây cô luộc. Vâng. Cái này là miếng nạm giòn. Thì nhà cô chỉ toàn lấy cả một con bò mà cả xương cả xiếc là nó cả một con bò luôn. Cho nên là nó cả bộ xương và cả bộ thịt luôn. Đây nó là nạm này. Và đây là miếng gầu của nó. Đấy, đây cũng là gầu giòn này. Cái miếng gầu này của cô mới là miếng nạm này, chỗ này cũng phải mười mấy cân đúng không nhỉ? Đúng rồi, một miếng gầu này là tầm khoảng mười mấy cân. Riêng một miếng gầu nó tầm khoảng miếng này đã là 13 cân rồi. Vâng. Con bò đó nó chỉ có hai miếng gầu như này thôi và hai miếng nạm như vừa xong. Bộ xương cô cho hết vào đây rồi. Vâng. Xương ống, xương yếc là cô chỉ lấy những các cái xương to thôi, còn các cái xương ví dụ như là bé bé tí tí thì là cô không lấy, cô loại hết, cô chỉ lấy những cái xương nào cô cần. Vâng. Cô sử dụng được thì cô lấy, còn cái nào không lấy là cô không lấy. Vì lấy nó sẽ vào nó sẽ ảnh hưởng hết cả cái nước dùng của cô. Đấy xương kia kìa. Xương đấy nó là cái xương nhỏ. Xương sườn. Mò được cả cái xương ống đấy, các bạn xem này. Càng toàn xương ống luôn. Quay. Nó nằm ở dưới mà. Đúng rồi. Cô nạm 10 cân hoặc nó tùy, nó chỉ cần 10 cân thôi, kể cả có nhiều nó cũng không ngon cơ mà. Nhiều quá nó nhiều lên. Nhiều quá nó hôi. Lên nó kiểu nó nước nó hôi. Không ngon. Đấy. Mà 5 cân thì lại hơi ít, ví dụ cái lượng nhà mình bán là chỉ được bằng đấy thôi. Đúng. Mình có muốn lấy nhiều cũng không được, mà lấy ít thì là không ngon, là không đủ. Mà lấy nhiều quá thì lại thành thừa lãng phí. Đúng.
cái nồi này là đã thành chan được một bát phở rồi. Còn cái nồi này chỉ là đứt cốt thôi, chưa có gì, chỉ được thịt thôi. Còn cái này là đã đầy đủ mắm muối các thứ, là mình có nghĩa là mình ăn được rồi. Phở bò là tái là phải có gừng, phở gà ta mới cần chanh, như là cô là đa phần là phải rừng, gừng với lại tỏi. Gia vị này là phải đầy đủ, phở bò nó phải có chút gừng. Nói chung là cái khâu buổi sáng cô chuẩn bị là nhiều thứ, để muốn có một bát phở hoàn hảo là chuẩn bị rất nhiều, mà đủ đúng vị chất lượng. Phải là mà nó giòn, mà gầu giòn là nó giòn, mà cho tủ vào là để dễ thái. Dễ thái, bảo chứ... quản mới là dễ thái. Đúng rồi, luộc xong là phải quạt cho nó nguội, cho vào tủ lạnh. Cô không dùng máy, cô toàn dùng tay hết, tất cả các cái gầu này. Cái gân này mà trần cái ngon gân than, gân gân ở cái quả bắp này. Lọc này tí thái nó mềm, để gân vào nó dai. Vâng, hiểu chưa? Cái hàng ăn này nó mỗi nhà một vị, nó không giống nhà nào. Chẳng hạn như trong một cái nồi này này, nó nhà cô thì toàn sườn với lại gân than này, với lại các cái rẻ sườn là cô làm sốt vang. Thế thôi, cô xào lên cũng phi tỏi như bình thường thôi, thì cô xào lên trong đó cô. Nhà cô thì toàn làm bằng nguyên liệu thiên nhiên thôi, ví dụ những cái màu này này, nó toàn bằng nguyên liệu thiên nhiên thì nó không phải là hóa chất, cho nên nó chỉ nhẹ nhàng như này thôi. Nếu mà cái nước này nó mà phẩm màu này thì là động vào cái thìa cái muôi này nó sẽ vàng lên, nó dính môi luôn, nó dính vào môi và nó sẽ vàng lên. Vâng. Nhưng nhà cô này nó chảy hết, nó sạch luôn. Đúng. Nó không hề có một gì, vì nhà cô làm toàn bằng thiên nhiên hết. Ví dụ như là bột điều này nó cũng là thiên nhiên này, nếu mà phẩm màu thì ăn hoặc bát đũa là nó sẽ vàng ươm luôn, kể cả cái muôi này nó cũng vàng luôn. Vâng. Đấy, nên một ngày là mình làm hết mấy nồi rồi cô? Cô làm tầm khoảng 4 nồi. 4 nồi. 4 bằng này. Cô làm nồi to nhưng mà cái nồi chỗ chặt nhưng mà đến đâu nó cũng múc ra ngoài thì tính ra nó phải 4 cái này. Vâng, cho nó nóng thôi nhỉ. Ừ, đến đâu cô làm đến đấy thì nó nóng, cô lại múc ra, cô lại đun nó lại nóng, mà cái sốt vang này nó lại phải nóng. Vâng. Thì ăn nó mới ngon. Tí ăn thưởng thức đi thì là cô sẽ làm cho một bát ở cả một con bò thu nhỏ nó có cả sốt vang. Nếu mà thích ăn thì nó có vị này, còn nếu mà không thích cái vị này thì cô không cho. Dạ, ví dụ vâng, như vâng. Nhiều khách họ ăn họ bảo tôi không ăn sốt vang thì mình không cho. Vâng. Đấy, còn họ chỉ nói cho tôi cả một ba con bò không nhỏ thì mình có cả này. Cái bản nó to này, cô thái này rất là kỹ thuật này. Đấy. Cái thái để mỏng này rất khó luôn nhé. Ừ, thì đây, các bạn nhìn tay. Thái mỏng dính này, mà cô thái bằng tay luôn này. Thái bằng tay. Toàn thái bằng tay hết, có thái bằng máy đâu. Vâng. Đấy, vì cô bán ngày nào cô làm cái đấy là nó thịt của nó. Nếu mà thái bằng máy thì thịt nó phải đá. Thì thái được, đây là thịt nó chỉ mềm này. Đấy, miếng thịt này. Vâng. Đấy, miếng thịt nó to như này. Đây là gồng giòn đấy. Siêu nhỉ, cô thái siêu. Đây là cao thủ thái nạm. Gầu. Thái gầu. Cao thủ thái thịt gầu. Chưa phải là cao thủ đâu. Cái này thanh niên thì tay nó khỏe hơn. Dao nó cũng chỉ là dao thái thôi, nhưng mà thanh nếu mà tay thanh niên thì nó sẽ khỏe hơn như mình. Mình thì chậm hơn. Dao cũng phải sắc nữa cô nhỉ? Đúng rồi, nó phải chuyên nghiệp, dao phải chuyên dao thái thôi. Cái dao khác thì không thái được. Chứ chẳng hạn con dao này thì cũng không thái được. Dao này chỉ để băm thôi. Nó phải to thế thì... To này chỉ để băm thôi. Dao này không thái được. Dao này cũng không thái được. Mà phải thái con dao bản thôi. Dao này được. Đây bắt đầu chín rồi này. Vâng, thế là cô luộc là cũng phải bớt. Cái này nó không theo giờ đâu, nhưng mà nó cứ chín là cô vớt. Đấy, vâng. Một phát. Đúng 2 tiếng là chim bò mới được. Vâng. Pín này là cô rạch ra, cô làm sạch cả cô bên trong rồi. Cô làm sạch rồi, cái lúc mà cô ngoạn cô làm sạch hết rồi đấy. Vâng. Cô phải rửa chân nước sôi, xong cô mới cho vào lồi nước luộc, cô cho luộc, cô mới chuyển sang đây. Vâng. Có nghĩa bây giờ ngẩu bín đã hoàn thành, đã xong. Một cái ngẩu bín của nó hoàn hảo là nó chưa có cái rãnh này đâu. Vâng. Nó chưa có cái rãnh này đâu nhá. Thế cô phải làm, cô phải rạch, kéo cô phải rạch này, đấy, rạch như này này. Xong rồi nó có rửa sạch đi, nó phải trắng nõn như này. À. Khi nào nó phải trắng nõn đấy, nhìn chưa? Đấy. Vâng, đúng rồi, bên trong trong luôn. Đấy, nó phải trắng nõn như này, đấy. Đấy thì cái ngẩu kín nó mới sạch, rồi cô lại trần lại một lần nước sôi. Cà này, đấy, cà thì nó quăn lại nhìn như kiểu là cái... Nấm á. Cái quả cà trông như là cây nấm ấy nhỉ? Trông cây nấm đúng rồi. Đây là sốt vang này, thái này, gầu này, đây là gân ở chỗ pin này. Gân, sạch đấy. Vâng, đây bát 90.000. Đây thịt là phải lấy hàng tươi, dẻo, vẫn còn dính. Thậm chí là nếu mà còn nóng nữa cơ, nếu mà hàng nóng, nó còn nóng. Đấy, thì trần lên nó mới nở, nó vào là nó mềm. Vâng, tươi. Dính vào tay này hàng phải tươi. Vâng. Còn hàng không tươi trần lên thì nó bị co, ăn miếng thịt nó không được ngon. Tái là phải lấy hàng dẻo dính ra, nhìn miếng thịt nó trong, vâng. Cái thớ nó nhỏ. Hàng này kể cả đến chiều tối cũng không bị chảy nước. Sáng vâng. Sớm thịt đã ngon nhưng nó phải tùy từng loại, từng con, vâng. Từng vùng đấy. Còn những miếng này là của cô làm rừng.
cô cho vào bây giờ xong thì tí nữa là nó được. Vâng. Cô chỉ cho ít một thôi, làm ít một chứ không là nó dừ tuét ra. Đây, như miếng thịt này là cô sẽ làm dừ này. Vâng. Đấy, cô thả vào đây tí nữa nó nóng nó dừ luôn. Nước dùng là phải đun sôi lên xong mới đổ vào nồi này. Đây là khay gân, toàn bộ nó là gân đầu bắp hết. Gân đầu bắp ạ. Cái này là nó đã dừ rồi này. Vâng. Phở gân này nhiều người ăn không? Không có gân mà mua ấy. Bởi vì đây toàn bộ là gân đầu bắp này. Vâng. Không có gân để mà mua chứ không phải là người ta cũng không có cho mình. Nó chỉ có giới hạn thôi. Nói ít bánh này, thử ăn đây nhá. Rồi, bởi vì khách này là chưa ăn bắp. Cho hành trần ra đây cháu ơi. Làm gì có. Có nước béo nhá. Bắp xào. Cho bắp sắp ra đây cháu ơi. Xào bắp trước nha. Hành trần ăn. Cho nó vào. Mang về bánh có trần không hay là về nhà ăn ngay cái gì? Nhưng mà về nhà ăn ngay hay là chưa ăn? Chà đá anh nhớ. Năm năm. Cái nhà có bát nào nữa? Chơi nhá. Một cái bát đeo chảo bên kia làm nhiều nước lên chín. Bát cả chín cả hai bát đều được. Vâng. Bát này nhà mình bán là bao nhiêu đây ạ? 45 đây ạ. Tết này là cô bán từ ngày mùng mấy rồi cô? Cô mới bán từ hôm mùng 8. Thế ạ? Vâng. Thế là vừa mới từ hôm kia? Làm cả năm rồi, đang ngày Tết nghỉ cho nó. Vâng. Kể ra ngày Tết mà bán được mấy ngày Tết thì cũng đông khách cho các nhà. Nhưng mà làm quanh năm rồi, cũng mỗi ngày Tết thì phải nghỉ thôi. Cho các cháu nó về. Không biết bác gì nữa đây. Đây đây của bác này, bác 9 gầu. Của bác mì đấy à? Vâng, 3 tiền đấy. Lấy 3 tiền 10 rồi. Gửi bác. Trứng chân này bán bao tiền một quả chị? Trứng bán 7 nghìn. Là trứng nhà ta đấy. Thôi về đi, hai mẹ con về đi cháu. Lúc này có ai ăn xào cái là ngấm đi anh. Ngấm. Vâng. À, xào luôn. Nhà mình ở đây là chỉ có tái chín với cả gầu thôi. Tái chín, gầu, xào lăn, sốt vang. Nói chung là đầy đủ. Mức trung bình là 45. 45, tái chín, chín. Đấy. Thịt dừ là 55. Vâng. Xào lăn là 65. Tái gầu là 55. Còn ai ăn thêm cái gì thì mình tự thêm. À, hai bát tái của hai bác trước đi. Vậy em hỏi sau. Một bát tái nữa chị ơi. Con thấy nhà mình có vẻ bán ship cũng không nhiều bác nhỉ? Chủ yếu là bán khách hàng đến đây ăn. Tức là khách đến đây mua thôi chứ còn nhà em không làm, không đăng không các làm việc kênh, với cả các bên. Không đăng các kênh. Các kênh thì đến mời lắm nhưng mà nhà em không có thời gian để vào mà check. Ăn gì đấy chị ơi? Bắp trần hay bắp xào ạ? Bắp vừa trần vừa xào này là mình bán bao tiền cô? 80. Người ta đây là theo yêu cầu của khách. Vâng. Bình thường là chỉ 65 thôi. Mình theo yêu cầu khách thì ăn nhiều thịt mình làm thêm. Không trần. Ai cầm trần kỹ. Có anh một tái gầu nhỉ? Trước là nhà mình chuyển ra từ bao nhiêu hàng chiếu đấy hả bác? 57 hàng chiếu. Đây là tay là xưa là mẹ em là làm hai tay. Vâng. Năm 2017 là mẹ em bị tay biến. Tay bên trái này của mẹ em là thang. Ừ. Thang. Em là chỉ có làm nó một tay đấy. Em thấy là tay này. Cái này chỉ nhấc được, chỉ nhấc được lên thôi chứ không làm được cái gì cả. À. Mà là yêu lao động nhưng mà bà cứ thích, cũng cứ thích làm. Nhưng mà thế thì bác sử dụng một tay như thế có quá khó khăn trong cái việc bác lấy đồ như này không? Tất nhiên nó phải khó khăn hơn chứ. Nhưng sao bác không để cho anh chị ngồi đây cho... Nhưng mà bác ngồi không, bác chán lắm. Vâng. Thế là cũng bị liệt mất 2 năm đấy. Vâng. Thế là trộm vía là mẹ em ngồi bán hàng là mẹ em khỏe hơn là lúc nằm ngồi bình thường. À. Thôi nhưng mà bác đúng là bác phải duy trì được cái lao động thì bác cái sức khỏe nó sẽ duy trì tốt. Còn dừng một cái là cũng mệt lắm. Đấy mẹ em ngồi dừng cái 2 năm ngồi trong nhà em ngồi bán bao giờ mẹ em buồn lắm, càng ngồi càng yếu đi. Bát gì nữa không hả em?
hai xào. Hai xào xong rồi. Đây là thịt dừ dừ đấy anh ạ. Nạm dừ. Cái này thì bao nhiêu tiền một bát hả bác? 55.000 cháu ạ. Cho bác hành xào đây nhá. Bát này, bát chín đúng không? Cái mọi bát chín thế này là của ai? Đây cũng bát chín. Bác đây một bát đấy. Trứng trần kỳ chưa? Ăn rồi ạ. Nước phở rất là thơm, đậm. Quán thì ở đây không rộng lắm nhưng mà cái số lượng người mà ngồi trong quán các bạn thấy là cũng khá là đông đúng không? Ăn vào cảm nhận rõ cái độ mềm của bánh phở. Gần như là mình ép vào là bánh phở nó đã có thể nó đứt ra và chúng ta có thể nuốt được ngay rồi. Đây các bạn này, rất là mềm và không bị cứng. Cái này mình luộc thì nó sẽ nhanh hơn cái mè lúc trước. Tràng và là trứng non. Trứng non là ở trong con gà của mình bán buổi sáng. Đây là những quả trứng, đây là ở bên trong trong con gà luôn ạ. Khi mình vớt đến muôi thì mình vớt nó cũng kéo một tí thì nó không bị vỡ. Đây là tràng và trứng non ở trong con gà. Thì là nó sẽ bao gồm có trứng non và cả những cái chùm trứng này. Cái chùm trứng ấy ăn thì nó rất là đặc biệt. Không nhận nhìn ngon nhỉ? Anh nhìn anh thèm đấy. Này được rồi đấy đúng không? Một lúc nữa được anh ạ. Này mình luộc nó sẽ cảm giác nó tới tới là mình cho ra. Đây là món lòng mè gà anh ạ. Này khách buổi sáng ăn rất nhiều rồi nhưng không hôm nào thừa cả. À, thế hả? Đây là toàn bộ cái số lòng mè mà mình sử dụng gà của mình đây đúng không? Số lòng mè của theo những con gà này. Cái lòng này thì mình phải luộc trước vì nó sẽ vớt ra trước. Dạ vâng. Ôi, đây là mấy cái nồi luộc gà nhà mình đấy em? Vâng ạ, đây là còn có 3 nồi ạ. Ôi, nhiều nhỉ. Hôm nay nhà mình luộc bao nhiêu con gà đấy hả em? Hôm nay nhà em luộc 100 cân gà anh ạ. Wow. Thế thì chắc là phải luộc mấy lần chứ đúng không? À, vâng ạ, luộc là chia làm mấy lần. Buổi sáng thì luộc một mẻ là gồm có cái 3 nồi to này. Vâng, còn đến buổi trưa là nhà em lại luộc thêm một mẻ nữa. Được rồi đấy hả? Vâng ạ, cái lòng này như thế là được rồi ạ. Đây là đến luộc gan với cả là luộc mè. Cái này thì là nó chín lâu hơn một chút nên là mình cho vào sau. Đây trong này cái phần mà mình để mình sử dụng vào bán phở gà thì sẽ bao gồm có lòng gà như em vừa luộc xong đấy ạ. Và đây là gan gà, đây là mè và đây là tim ạ. Vâng, còn phần trứng non và cả phần tràng thì là em sẽ luộc sau. Vâng ạ. Nhưng mà cái câu luộc này thì rất là cẩn thận luộc đến luộc tới. Mà luộc quá thì nó sẽ không được đạt được mức độ ngon. Nên là trong cái khâu làm này bọn em cũng rất là cẩn thận và tỉ mỉ. Sau khi mình sôi thì nó lên cái bọt này thì mình đứng mình vớt thì nước phở thì nó sẽ đẹp với cả là nó trong hơn. Hồi ba cái nồi to nhỉ? Vâng ạ. Nồi này thì em luộc để mà được một cái mẻ gà thì hết lâu không? Một mẻ gà, cái nồi này thì nó phụ thuộc vào gà vì gà là nó có nhiều lứa anh ạ. Lứa nào mà nó to hơn thì mình sẽ luộc vào thời gian nó lâu hơn. Còn là nó bình thường thì mình sẽ luộc thời gian ngắn hơn. Và phụ thuộc theo mức độ gà mình sẽ kiểm tra trong quá trình luộc. Cả cái câu luộc lòng này mình cũng vẫn phải vớt. Cái nước lòng này mình không dùng đến nhưng mà mình vẫn phải vớt đi để là cho cái lòng này nó ngon nhất. Cái này nó sẽ luộc lâu hơn so với cả là cái dây lòng một chút thì nó lâu chín hơn. Thế một mẻ này là mình luộc chỗ này chắc phải được 20 con đấy chị nhỉ? Hơn đấy bạn, vì lớp một nồi này là khoảng 10 đến 12 con. Vâng. Sẽ luộc ở đây còn đến ca sau là các bạn lại luộc thêm một kia. Khi mà gần được mình ấn vào con gà là mình sẽ cảm nhận được là con gà của mình sắp được. Kiểm tra ai thì nhiều khi là nó cũng là cái giác quan trong nghề nghiệp thôi. Vâng. Còn nó cũng có giờ cố định rồi nhưng mà có những hôm lửa to này lửa bé, gà to gà bé hơn ý, thì vâng, mình sẽ phải du di chứ không có cái gì nó là cố định được. Gà to hơn hay là gà nó cỡ nó nhỏ hơn thì chị sẽ kiểm tra thêm bằng tay. Vâng. Thì thành ra là lúc nào con gà của mình nó cũng hôm nay ngon như hôm qua và ngày mai cũng sẽ ngon như hôm nay. Nhưng mà nó cũng có một thời gian nhất định em ạ. Vâng. Nhiều khi có những hôm nhỡ lửa to lửa bé thì mình phải kiểm tra thêm. Cái này thì lấy đũa là rất là khó vì cái đũa nó bé, mình không thể nào mình nâng được cả con gà lên để mình sờ được. Mà lấy đũa thì mình sẽ không có chỗ để mình chọc nó lên ý. Thì muốn đảo thì mình sẽ cầm cái này mình đảo được cả một con gà lên, nó rất là dễ. Và khi mình kiểm tra thì mình sờ vào đùi nó được, chứ một cái đũa là mình không nâng lên được. Đây em nhìn đây này, ví dụ như là nâng lên như này nó rất là dễ. Nhưng mà nếu mà cầm một cái đũa nó bé như này thì sẽ không thể nâng con gà lên được. Con gà này mình luộc để làm sao mà khi mình cho ra ngoài anh thì là nó sẽ không bị nứt nẻ. Anh Trấn ơi, cho cái này ra đi anh ạ. Nhúng vào nước lạnh này để rửa, tại vì trong lúc luộc ấy thì cái mỡ gà nó ra ấy, cái nước nó có váng. Thì mình rửa như này thì con gà nó sạch, còn đâu là nó không ảnh hưởng gì đến chất lượng cả. Cho nên là để một để mà được như này nó cũng nhiều yếu tố lắm em ạ. Cho đến khâu này đều là người của nhà hàng làm hết. Chị là người làm ra con gà này. Cho nên là chị khẳng định là khách đến đây ăn ý, ngày nào gà cũng ngon như ngày nào. Tại vì là gà đã đặt theo yêu cầu thì là đều là như thế. Anh, đây là cái phần xương lợn và xương gà là mình đã được ninh hầm rất kỹ và để cho xuống buổi sáng ngày hôm nay bán hàng.
Còn đây là phần tiết gà đấy. Phần tiết gà này thì để cho dành cho nước vào bát phở, còn khách nào mà yêu cầu thì đã cho dùng cái tiết này. Còn trong cái giỏ này của em là gừng và hành phở là đã được nướng rất là thơm rồi, để cho vào đây để khi mình đổ nước phở vào thì nó sẽ là có mang cái mùi vị của phở gà Hà Nội xưa. Mình gọi đây là cái sốt cánh các bạn ạ, bởi vì thực ra là khi ăn phở gà thì mình thích ăn những cái phần thịt mà nó có nhiều da này này, hơn nữa phần cánh thì ăn nó giòn hơn. Hôm nay thì mình gọi một miếng phao câu, nhìn phao câu, miếng phao câu là béo béo ngon quá, phải gọi luôn một phao câu. Thì người ta cũng đã thái ra cho mình như này rồi, chứ người ta không để nguyên cả miếng phao câu. Rồi đây là trứng này, trứng thì người ta luộc nó ở mức 90-50% các bạn này, bên trong vẫn còn 50% là lòng đào, và trong này thì mình có ít trứng non. Trứng non này thì ăn là mới ngon các bạn này. Ngoài ra thì là có tim. Trong cái phần trứng non này nó có cả tim luôn. Suất 120.000 đồng. Bố chồng chị từ Nam Định ra đây, từ năm 45 giờ ra đây mở bán hàng ở ngoài này, thế sao truyền nghề cho các con. Con bò nó chia cho tất cả. Ví dụ như xương cục nó chia ra mỗi nhà độ 3-4 cái xương cục. Ừ. Xương vai, xương sườn. Ừ. Tại vì một con bò không thể ai lấy hết được xương cục được. Đấy, đây xương cục đây. Cái này thì là xương ấy, là bọn anh Linh như này là từ 9 giờ rồi này. Bọn anh Linh đến tầm 3 giờ, 4 giờ chiều là bọn anh vớt xương ra. Vớt xương ra, lọc hết các thịt để đi, để cho nước ở trong. Tại vì cái này lúc sau mà mình dinh dư quá thì thịt nó vụn, nó làm cái nước nó đục. Vớt hết cái xương này ra thì bọn anh cho thịt vào luộc. Xong cùng thịt luộc xong rồi thì anh lại cho xương vào Linh từ giờ đến 9 giờ tối, 10 giờ tối. Vâng. Đấy, tùy à, đấy. Tùy xương ra này. Đấy. Tùy ra ngọt nước. Linh mỗi cái xương bò thì nó đậm cái hương vị bò hơn. Nó đúng vị bò luôn. Không bị ấy cả, nó có cây vị bò. Nó rất nhiều xương cục nha, đấy. Vâng. Một lượt, xong đổ hết cái nước xương hôi đi. Xong cùng bắt đầu đun được thai. Vâng. 7 giờ đưa đến thì mình phải ngâm để cho tiết nó ra hết. Đây này, toàn tảng thôi. Đấy. Cứ mỗi tảng là 10 cân. Đấy. Vâng. Nó ra hết tiết đấy. Nếu mà không ngâm lâu thì cái thịt bò nó đen. Thứ nhất là đen, thứ hai là nó mình cho hết cái độ hôi của nó. Ừ. Đấy. Làm này nó đâu phải là luộc được ngay đâu. Vâng. Từ ngâm này từ giờ đến 4 giờ chiều bắt đầu mới luộc. Và thịt bò này là mình phải cho ra tiết hết thì miếng thịt nó mới hết cái độ hôi của nó. Vâng. Đây, đó. Đặt to luôn này. Đấy. Vâng. Tí là thay nước nữa này. Một lúc nữa là cứ ngoáy ngoáy lên mắt là bao giờ ra hết tiết rồi thôi. Vâng. Ngâm này tầm độ 4 tiếng nữa thì nó ra tiết lại thay. Thịt thái này là mình bán đến đâu mình thái đến đấu đấy hả anh? Đúng rồi em ạ. Vâng. Thế nó mới dẻo em ạ. Vâng. Đây chỗ này thì anh đã thái xong rồi đây. Đấy, chuẩn bị trước rồi. Cứ hết rồi gọi mang đến cho nó dẻo. Buổi sáng là lấy 3 cân. Vâng. Xong cùng hết 3 cân thì gọi 1 cân 1. Tại vì lúc nào họ mang đến thái nó dẻo, ăn nó mềm, nó ngọt. Còn đâu mà thái mà để qua ngày thì nó cứ cứng lắm. Vâng. Ở đây là gầu, đây là nạm này. Vâng. Đây là cái đầu, cái vai rất là giòn này. Ai ăn cái gì thì là gọi cái đó. Vâng. Thì luộc xong sau đó thì bắt đầu cho vào cấp đông, cho vào tủ lạnh mát. Thế để cho nó khô lại, nó xe lại. Sau đó bắt đầu đúng là bán đến đâu chỉ do ra đây đấy. Đây là nồi sốt vang này, kho từ tất cả cái gân của cái chân của con bò và các cái lõi rùa đây này, để làm cho mọi người ăn rất là tốt. Để miếng to như này, đấy, cắt ra. Đấy, sau đó bắt đầu khi nào mà khách ăn thì ta thể cắt nhỏ, hoặc là ta thể theo yêu cầu của khách để to hay như nào ta để nguyên cho khách. Nhìn thấy ai ăn thịt nạc là có thịt nạc. Mà thịt này nó không bở đâu. Cái này nó lại mềm như thịt hộp đấy. Tại ta linh lâu và lửa nhỏ chứ không phải linh trong nồi rát. Em nhìn có vẻ mềm đấy, thì bản thân đây. Chỉ cầm như này nó đã lúc lắc rồi, rất là ngon. Vâng, thế chứng tỏ là chị Ninh rất là dừ luôn các bạn ạ. Đây là các bạn nhìn nhá, nó có những cái sợi thịt này, nó đã được tan ra này này. Đó. Trung hôm nay ăn gì nhỉ? Tái sốt đi. Ai đây? Bát phở tái sốt vang này là bao tiền nhỉ? Bát này là có 40.000 thôi em ơi. Vâng, 40.000. Tái nặng. Đấy, rất chất lượng luôn. Như anh này ăn 30 ngày, cả 30 ngày em phỏng vấn hộ chị gái. Chị đầu tiên là chị bán ở 39 Cầu Gỗ. 39 Cầu Gỗ hả? Sau đó bắt đầu chị chuyển về đến 40 Hàng Mã. Vâng. Và sau đó từ Hàng Mã 10 năm thì chị lại chuyển về đây 22 Hàng Bồ là được 15 năm rồi. 15 năm ở đây rồi. Còn ở Cầu Gỗ là 7 năm. Vâng. Thế và ở Hàng Mã thì được 8 năm, 9 vâng. năm. Thế còn trước đó nhà chị bán ở Tô Tịch. Bán cái vỉa hè lòng hồ Tô Tịch cái khoảng mười mấy năm. Không, anh này là em út của chị. Em út của chị về đằng nhà ngoại, em lên đây giúp đỡ chị. Em ơi, mang về ăn phở gì đấy? Sốt vang.
cho xuất băng luôn vào đây. Này đây mang về là bằng cái hộp giấy này, chứ không phải bằng bát nhựa. Đấy, để cho nó đảm bảo. Tái nạn này. Tái nạn ít bánh của em gái nè. Ít bánh này. Hai bát này của em có 70 ngàn thôi. 7 là 80 ngàn. Anh em cho xe lên đây đi, 80 ngàn. Của anh 40 ngàn có phải không? 45 ngàn. Tại ra trả tiền ngoài này đi 7 đi. Rồi cho chân tiền lẻ đi. À, đứng trên tu tiền đi anh. 5 ngàn. Em thấy các câu là câu của anh là thích nhất đấy. Câu tu tiền là sướng nhất đấy. Rồi, rồi. Nó nhiều cảm xúc anh nhỉ? Cảm xúc đây. Đây, 25. Đây, cứ là 25 nghìn đây này. Đấy. Vâng. Đấy, đây là các bác xe ôm đây. Đấy, lúc nào lấy giá coi như là đúng ý. À thế à? Đây đây. Có nghĩa là vâng. Năm đây. Chào chú. Những người lao động đây kiểu như chạy xe xung quanh đây này. Vâng. Xe ôm xe yếc nhiều lắm, chục người đây này. Vâng. Cả xung quanh hàng ngang hàng đào người xe ôm mình biết thì ấy của họ thì mình sẽ đưa cho cái giá họ ăn phù hợp. Phù hợp vâng. Đấy. Này, miếng sốt vàng này rất là giòn luôn này. Vâng. Đấy, ăn nó như là dâu mực luôn ấy. Đấy, rất là ngon. Tái nạm này. Rồi, rồi, chị có ngay đây rồi. Tái nạm ta ăn mất một bát nữa. Ờ, đúng rồi. Nạm sốt ít bánh này. Em ăn sốt vang nạc đúng không? Này, nạm sốt ít bánh này. Chị về làm dâu thì chị cũng thấy bố chị kể lại. Tất cả làng thì nói chung là cũng hoàn cảnh các cháu nó đói khổ. Thì cũng mong muốn là các cháu ra ngoài này giúp đỡ các cháu. Thứ nhất là tạo công ăn việc làm cho cháu, từ làm thợ nguội cho sau đó về sau mới là bán hàng, chứ không phải là tự nhiên mà bán hàng luôn. Tức là làm ngày xưa làm thợ sắt, thợ nguội các thứ này khác đó. Nhưng khi mà mở được cửa hàng thì cũng đón các cháu ở trong quê ra, thế để cho các tạo cho các cháu là công ăn việc làm, nuôi các cháu thì đâu nó không bị đói khổ quá. Ngày xưa đói khổ quá. Bác Hải là tên của bác hả chị? Đây là lấy tên thôi, tức là ngày xưa bố chị cũng kể lại là cũng như thế nào đó thì mình lấy cái tên này, chứ thực ra bố chị tên là Trần Văn Mùi cơ. Gầu lại béo, bây giờ cũng ít người ta ăn lắm, nhưng mà người ta không ăn, cũng có người ăn nhưng mà người ta không ăn nhiều bằng cái nạm giòn này. Vâng. Cái nạm này thì phải lấy đúng cái con bò già thì tức là nó rất là đen mà nó dai. À thế hả? Ờ, nó không ngon. Nên nhà chị coi như là phải tuyển gái 18 thôi. Đấy, đúng gái 18 thì mới được đến độ tuổi lấy chồng thôi. Chứ còn nếu mà lấy những cái anh nó già quá hoặc những cái cô mà quá già ấy, đẻ rồi thì là tức là cái thịt nó sẽ dai và nó sẽ đen. Vâng. Đấy, nên nhà chị chỉ chọn các cái hàng như thế này thôi. Đây em nhìn này. Vâng. Đây, đây miếng đầu của vàng. Đây miếng đầu vàng, rất là vàng luôn đây. Rất là vàng luôn, rất là ngon. Mà nhà chị ở đây được cái là chị phải nói thật luôn là ở đây nhà chị là bán đâu hết đến đấy, chứ không bao giờ ngày mà ngày hôm sau là không bao giờ phải ăn hàng lại tồn kho. Em vào đây em ngửi thấy mùi bò, nó có bao giờ thấy có mùi bò gây không? Vâng. Thời gian bán hàng nhà mình thì như nào? Nhà chị bán hàng thì bắt đầu 6:30 là bắt đầu mới có phở bán, và đến 10 giờ là chị hết hàng. Có những hôm chị vào mùa đông mà thứ bảy chủ nhật thì chắc phải khoảng độ 9:30 là đã hết hàng. Thôi, hết hàng này là chị đóng cửa luôn chứ không phải là làm thêm. Ừ, trưa cũng không bán, 2 giờ chiều thì bắt đầu bán bánh xèo. Người lao động là chị bán cho 25 người một tô mà vừa đầy đặn vừa đầy đủ các thứ cho các cháu. Các cháu ăn, các cháu đi làm. Như khách du lịch thì đáng lẽ là vào quán khác người ta sẽ xém 50.000 hay 70.000 một bát, nhưng mà chị không làm thế. Bán người ta như sao thì chị bán như cho mình như thế, người ta cũng mất đồng tiền. Chứ mình cũng thấy người ta đi du lịch mà mình bán đắt cho người ta, không bán đắt. Bát này là 40.000 các bạn nhé, bát thập cẩm luôn. Đây trên này thì cửa hàng người ta cũng đã rắc cái hạt tiêu sẵn vào cho mình rồi. Trong này thì có gân này, thịt bò này, thịt tái này. Đó, ngoài ra trong này có gà nạm này, gầu này, miếng gầu này. Cái này là à, hai ngõ đều thông vào đây ạ? Vâng. Tôi bán như ngoài phố ngày xưa thì đông khách lắm. Vâng, ngày xưa thì... Ngày xưa tôi bán ở Lý Thường Kiệt. Vâng. Năm 95. Vâng. Hồi đấy bà tôi còn bán, bà tôi còn sống ủ đồng khách lắm. Vâng. Bán là cứ ngồi lúc là hết bèo của bán. Thế ạ? Bắt đầu là đúng, ông bà nghỉ hàng thì tôi bán nó bắt đầu. Họ bán nhà đi thì tôi lại chuyển về Trần Hưng Đạo được 10 năm. À, bán 10 năm thì bắt đầu là cái khu vực đấy họ lại thu hồi cái nhà cổ đó. Vâng. Thì tôi lại chuyển ra thợ nhuộm. Ra thợ nhuộm thì chưa được 2 năm, được hơn 1 năm thì bắt đầu là dịch. Ừ. Dịch bắt đầu là tôi chuyển về, tôi giảm hàng, tôi về nhà. Vâng. Còn là thôi, bây giờ mẹ cũng nhiều tuổi, về bán được đến đâu thì bán. Thế ngày trước là cô bán ở Trần Hưng Đạo thì cô bán là địa chỉ là bao nhiêu? 49 Trần Hưng Đạo. Ui nồi đấy tôi bán đấy đông lắm. Dạ. Khi mỡ nó sôi nha, nó sôi bắt đầu cái hổ nó hạt nó nổ lách tách 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 là bắt đầu nó ra nhiều màu. Vâng. Là lúc đó là được. Đấy màu đẹp chưa? Ừ.
bột năng đấy. Cho nên phải đảo vàng nó lên. Khi nào nó vàng cái bột mới đảo thịt, cho thịt vào. Bốn cân thịt thì tôi chỉ cho 3 cái muối gia vị này thôi. Và muỗng gia vị. Vâng. 2 thìa. Vâng. Đấy, tỏi rớt khoảng 2 lạng vào đây. Vâng. Đấy. Rượu vang rồi. Rượu vang phải tầm cho 1 lạng. Rượu vang nấu sốt vang có cái này mới ngon chứ. Theo công thức của bố làm thôi. Ông bà thì bây giờ thì mất rồi. Bây giờ cứ theo nghề của ông bố mẹ thôi. Vâng. Rớt khoảng tầm 15 phút. Xong mình cho vào xào, đảo lên. Đây là mỡ gà đây này. Mỡ gà. Đây này, tôi cho bột năng đây hả cô? Bột năng đấy. Vâng. Cô ấy cho trực tiếp vào dầu cô ấy luôn. Cho nên phải đảo vàng nó lên. Vâng. Xong bắt đầu khi nào nó vàng cái bột mới đảo thịt, cho thịt vào. Vâng. Nếu mà thả vào nước sôi nó vón cục ngay. Đúng nhưng rồi. Mà riêng thả vào mỡ nó lại không vón. Đấy. Vâng. Đảo nó vàng như màu cánh gián á. Xong bắt đầu là mới cho thịt vào. Khi nào nấu xong á, mình lại phải còn chưng một ít cái hạt điều á, cho nó có màu. Đấy, bột nó bắt đầu vàng như này này. Nó khô lại thế này rồi. Đấy, nó vàng bột như này này. Đấy, xong bắt đầu là cho thịt vào thôi. Vâng. Đấy, nó bốc lên, nó bốc lên cái mùi rất là thơm. Vâng. Khách là đến ăn đây nó cũng bảo là mỗi số vàng nhà này là khác nhất, chả thấy giống nhà nào. Cái này để to lửa quá nó cháy. Vâng. Thế bây giờ là mình sẽ xào với cả bột năng này. Dạ nhá, bây giờ cái này nó khô, cái miếng thịt nó khô á. Thì bắt đầu là mình cho ra nấu, không cần chín, mình còn nấu một tiếng nữa cơ mà. Một tiếng nữa bắt đầu miếng thịt nó mềm, thì là được. Ước lượng theo thời gian. Cái nồi áp suất nhà tôi là nó bị hỏng van, để đâm ra là đun nó mất một tiếng. Chứ nếu mà nồi của nó, nồi tốt thì chỉ tầm 45 phút là được. Tôi còn cái này nữa, phải cho cái này vào nữa. Đấy là loại gì đấy cô? Là vang. Là vang ạ? Ừ. Nấu là phải có cái này. Vâng. Cô dùng luôn cái nước nó dùng, nó ngon luộc gà luôn. Thế thì cái hương vị nó sẽ rất là đậm. Một tiếng khi là sôi đúng, mình nhìn đồng hồ một tiếng là được. Chưng màu phải dùng mỡ, chưng hạt điều ấy. Đây tôi dùng hạt, tôi chưng lấy màu. Đây là chỉ lấy cái nước màu thôi, không cần bột. Vâng. Sôi nổ lách tách là bắt đầu màu nó ra nhiều. Mình lấy màu đẹp chưa? Đây là nó thành màu luôn rồi. Xong rồi. Bây giờ là nó ngấm vào cái màu. Đấy, thấy chưa? Vâng. Ăn đây. Vâng. Rồi. Có trần nước sôi này thì nó sẽ... Sở trộn tôi bán bình thường sốt vang là tùy người, có người ăn 50. Vâng. Người 40, người 35 nó vô, nó linh tinh, không phải. Vâng. Còn ấn định giá là 40. Đây là nước mắm. Mắm nguyên chất hay mắm cô pha? Nước mắm nguyên chất luôn. Vâng. Đây, bây giờ mới làm nước trộn. Đây. Đấy. Đây, còn cái môi này là từ lâu lắm rồi đây, từ năm 75 đây, của cụ ông, cụ bà để lại. Đây. Ít rau. Đấy, rau cho lên. Rồi, đây. Xong chưa cô? Có bát nước dùng là xong. Một bát nước dùng đã. Bát phở trộn sốt vang này mình gọi là có giá là 50.000 các bạn ạ. Các bạn có thể gọi giá 30.000 này, 40.000 và 50.000. Từng cái miếng thịt bò đây nó được bao bọc bởi một cái lớp bột năng mà cô ấy làm chưng từ lúc đầu đấy các bạn. Khi mà mình bỏ ra một lúc thì cảm giác bắt đầu nó hơi cô cái bột năng này lại rồi. Cái nước sốt ấy, nó quyện, bây giờ quyện vào bánh phở này, nhìn sánh sệt này. Gắp vào cảm giác nó rất là mềm và nó sánh sánh, bết bết của cái phần nước sốt. Bát này thì bao nhiêu đấy chị Lan Anh? 35. Mình bán ở đây mình ăn cái gì cũng là 35. Cứ ra gọi một bát là chị lấy một bát 35.000. Còn gọi thêm bao nhiêu thì tính bao nhiêu. Sau. Vâng. Ông thì tèm ăn quả tràng trứng hay nhiều ạ? Vâng. Đang nghe Bảo Khánh ấy này. Vâng. 80 tiền. Tối hằng buồn và ăn 40. Phở đấy ăn được không cô? Ăn ngon mà. Quả trứng này mình bán ra bao nhiêu? Mình bán có 5.000. Người ta đưa hết hàng, tất cả đều người ta đưa. Mình đi lấy thì có mặt thời gian đâu. Đúng rồi. Ta mổ từ đêm ấy, mổ từ 2-3 giờ đêm ấy. Xong xuôi người ta mới, 4-5 giờ người ta mới đi đưa được chứ.
bác là bác mang về. Ngày đấy người ta mua mang về nhiều. Có, cũng có mang về nhiều. Trong ngõ nhà mình nó cũng chỉ được hạn chế thế thôi. Vâng. Nếu mà của nhà mình cơ thì mình mới có thể mình sửa sang hoặc là mình đầu tư được. Vâng. Cái ở đây là ngõ chung. Thế này là người ta cũng tạo điều kiện cho mình như thế này là tốt rồi. Nhưng từ các ông các bà là kiểu phố cổ mà dân ở đây thì nó cũng lành hơn là các cái tỉnh thành về. Vâng. Con này là quầy mới gì? Hơi phiền hà thì... Không sao, cứ ấy đi. Quầy này mình bán như nào hả chị gái? 5.000 hai cái, 10.000 bốn cái. Ở trên sao nó sạch mà chị? Mình bán ở đây thì bán đến mấy giờ ạ? Mình bán 11 giờ trưa. Vâng, hết hà thì nghỉ đấy đúng không? Đúng rồi. Loan anh ơi, trả tiền phở mẹ con này. Của hai bà cháu. Hai hai. Chị ạ, với Minh chị à? Đó, hai bà cháu. Hai bà cháu à? Rồi. Bà cháu là 30 rồi, bà nữa. Có nước không? Ở nước thì chị tính sau, chị tính lại. À thế thì lấy 65. 65 à? Từ từ 65 giờ lại 35. Chứng tỏ là dân phố mình đi ăn cũng muộn chị nhỉ? Ăn muộn lắm. Ăn muộn tí còn muộn nữa cơ. Kiểu cứ thảnh thơi đùng đỉnh đúng không? Đúng rồi, người, người, người ta dọn hàng xong người ta mới ăn cơ. Vâng. Nước này tại vì chỉ một cốc nước. Con ơi vào trong nhà đi. Vào trong nhà có bàn này. Bàn trong này con này. Tùng ơi lấy em cho bạn kia bạn này. Vào trong nhà đi con ơi. Chị gái ơi chị có đáng nhỉ? Không đáng. Vâng vâng vâng. Chị lấy nước tít trong này cả. Chị sẽ để đây. Quản ngoài kia không có chỗ để. Cũng nhỉ? Có để đấy nhưng mà chị chưa muốn ra. Chắc hôm nào giờ rỗi để ra ngoài. Nó tiện hơn. Đúng rồi đấy ạ. Chứ bà lấy một cốc nước đi lại này thì cũng hơi mệt. Bằng tập thể dục. Em điều trị. Ủa con hành không nhờ? Bây giờ hỏi con bé kia con hành không? 40. Một mì một phở. Xong à, em lại lại. Đấy, một mì thì anh ơi, phải là gọi luôn nào. Này, ít hành của bạn này. Hỏi bác là mì ăn gì mới cả phở ăn gì nhá. Mì này là cứ phải tim cận chị nhỉ? Đúng rồi, đây này. Là phở. Đúng rồi. Anh nhìn bán chất lượng đấy. Cái nồi nước này chị bán hết thì thôi à? Hay có bổ sung không? Có chứ, bổ sung chứ. Bán nhiều mà. Cái thịt bò thái ở đây các bạn ạ, chị thái nó không mỏng mà nó cũng hơi dày dày này các bạn này. Chở thái nó cũng không đều tay lắm ấy. Miếng to, nói chung là miếng dày miếng mỏng này các bạn nhìn thấy không? Cật ngọt lắm các bạn ạ. Miếng sốt vang thì chị thái to. Đây cho các bạn xem nhá. Chị Ninh rất là dừ rồi đấy. Đĩa cánh này là bao nhiêu tiền này? 100 anh ạ. Bảo chị khiêng cho một chuyến đi. Bảo chị khiêng cho một chuyến bàn đi. Đây là phần lườn này. Lườn. Lưng. Lườn lưng. Xương này là tí nữa là em lại... Đấy em đổ vào cái nồi ngoài đấy đấy. Đấy cái cổ kia đổ tất vào đấy. Mai làm cái đền đó. Ở trộn là nổi tiếng, mà Hà Nội nhà nó nổi tiếng. Bún thang, xôi gà, xôi pate. Toàn nhà mình làm hết, không phải mua cái gì cả. Đây là mới là đầu năm cho nên là bọn anh mới mở hàng được 2 hôm. Nên là nó vẫn cứ là vắng vắng đấy. Chứ còn cuối năm thì nói chung là thôi bọn anh làm cả năm rồi thì nghỉ mấy ngày Tết cho các cháu nó về nó lâu lâu một tí. Cái phở trộn gà này là anh là người đầu tiên của Hà Nội đấy. Không có quán nào tên là thứ nhất đâu. Phải lọc xong rồi còn thái chứ. Chứ không phải là lọc xong rồi là xong đâu. Bây giờ mới là khâu đầu tiên. Xong kết thúc là không có cái xương nào xong con gà hết. Hồng gà nhanh ra giòn tan hết. Ví dụ người ta thích là ăn phở lưng này, người ta thích ăn phở đuôi này, thích ăn phở lươn này. Nhà anh không có gì lẫn lộn cả. Tức là để riêng hết. Ai ăn thế nào thì làm như thế. Ai thích gọi thì nào gọi làm thế. Đây là lưng này, đây là lưng đang lọc đấy. Có nhiều người ta thích ăn cả một bát phở, mất nhiều thịt, ăn mà cả một cái lưng này luôn. Đầu năm này là anh làm chỗ này mới là chỉ được một lửa, gọi là chưa được một lửa hàng thôi. Cuối năm mà bọn em đi, bọn em làm ấy thì em nhìn cái gà đây nó ngập lên luôn đấy. Nhưng mà cũng chỉ là một lửa thôi, chưa được một lửa. Mỗi người một khâu thì mới kịp được. Nhà anh chặt gà thì toàn bằng kéo hết, không có một tí nào bằng dao cả. Chỉ có lọc gà bằng dao thôi. Lọc gà lọc như thế này bằng dao. Nói chung nhà anh thì cái gì cũng thế thôi, cũng đều nhau mà. Đấy thịt đùi đây là để bán phở và nộm thứ này. Vừa bán phở rồi bán nộm đủ thứ thì mới kịp được. Nhiều người không ăn được. Vâng.
ví dụ như anh mà anh bỏ bao câu bỏ hoài nhưng mà là người khách người thích ăn cái này nhưng mà phải lọc cái này thì phải trộn cả cái thịt lưng kia nữa mà. Xong nốt cho hai người đẹp đấy. Đấy ngồi đây cô. Cho mình hai xôi gà bình thường và nhiều gà. Xôi ba xôi cô nhá. Cháu không có đùi không da cô ạ. Đùi không da 120 một suất đấy, không có đùi không da đâu. Cho cô hai đùi vậy. Cô bỏ nước hay bỏ trộn cô? À trộn. À miến đi. Miến trộn, miến trộn đùi nhá. Hai miến trộn đùi nhá. Hai miến trộn đùi đúng không cô? Trần 2 miếng luôn cô nhá. Trong này ngoài 4 bàn ngồi đây ra thì tầng 2 có chỗ ngồi không anh? Hay phải ngồi hết ngoài kia? Ngồi hết ngoài đấy. Nhà mình em thấy nhiều khách cũng gọi thịt gà riêng nhỉ? Đấy có chứ, đi đây. Vâng, xuất đi. Sếp vừa gọi 4 người trộn đùi 10 cánh rút xương mang về đây. Vừa có bộ làm đây. Vâng. Chân gà rút xương này là chua ngọt hả anh? Không, chân bóp bông vừa gia vị thôi. Chân mình nọc bình thường bóp gia vị thôi, không phải chân muối trong nước gì đâu. Chân gà lóc xương. Đấy. Anh đang lấy suất bao nhiêu tiền đấy? 110 gái 100. Vâng. Đây bát này thì bao nhiêu tiền đấy? À, bát này là 70. 70.000. Dành cho 2 người ăn được, 3 người ăn được. Muốn nộm 10 chân này anh ơi. 4 trộn đùi 10 cái. Là cứ vào gọi một bát phở trộn của em thì em sẽ lấy cho một bát như thế này đúng không? Không, anh nhà em là 2 phần thịt. Cả đùi cả lườn đó là em để riêng hai cái. Anh gọi phở trộn đùi em làm đùi mà anh gọi phở trộn đùi. Đấy như anh gọi một số đùi nhiều da. Cái hai phở trộn đùi. Đã trong nhà hết rồi. Đấy, xong rồi trong nhà hết rồi đấy. Nhà mình đến giờ phát là khách ùn ùn đến luôn nhỉ. Tầm này tí nữa khoảng tầm 8 9 giờ, 8 giờ 7 rưỡi 8 giờ đông. Mà thời gian thì bán đến mấy giờ thì nghỉ ấy? 11 giờ. Đây đây, hai miếng trộn đùi còn nã. Hai xôi thơm một xôi đùi làm sao? Em chưa đủ hai cô gì? Năm cái đùi thôi, bữa này 5 cái thôi. Hả? Bữa này 5 cái đùi thôi. Chứ bỏ 5 á? Ừ. Bữa này 5 cái. Cơ nộm này em làm như này là khách đến là gọi là bê luôn. Công ty em bốc không kịp được đông à. Gọi dồn dập em làm không kịp. Nhiều mà. Chứng tỏ là nộm ở đây em bán là cũng rất chạy đấy đúng không? Vâng. Cô là ăn thâm liên ở đây đó. Cô ăn từ thời mới khởi nghiệp á. Cô ăn cách đây là 22, 23 năm đúng không? Thế à? Thế là ăn từ lúc mà quán phở mới mở cô? Ừ, cô ăn từ khi con cô mới có 6 tuổi. Đấy, mà bây giờ nó là 25 tuổi. Cô bảo là em biết cô Thành, chị Thành mới có hơn 20 năm nay thôi mà. Chị ăn chặt gì gái nhỉ? Cô ăn chặt em làm. Ăn chặt. Đùi cánh cho lọc nhá. Cái lưng là chặt. Cô từ trước đến nay cô toàn ăn chặt mà. Lộn của chị là gần như là đầu tiên ở Hà Nội luôn là chị làm. Cả của trộn luôn. Là mình bán từ cái lúc mà mình mới mở quán này về sau này mình. Sau này cái bữa cái năm mà bị cúng là đầu tiên ở Hà Nội. Em thích ăn cái trứng này lắm chị ạ. Trứng non lắm ngon. Ăn nó không bị bột như là trứng. Trứng này trứng kia bóc từ trong con gà nhà chị ra mà. Vâng. Không có mua trứng ngoài, không có mua trứng ngoài. Gà nhà mình là toàn gà mái. Đúng rồi, gà mái. Gà này nó chắc thịt mà nó ngon. Vâng. Nó đậm thịt, khách là xài ngăn là toàn phải lên đây á. Đây những bát thêm này thì là bao nhiêu hả chị? 70.000. Vâng. Nhà mình để sẵn đây thì nữa bán nó nhanh. Thì làm sẵn không thì lúc mà cao điểm nó không kịp. Những bát chân này thì bao nhiêu hả chị? Chân là 50.000. 50.000. Pate này, pate gà này các bạn này, rất là nhiều thịt gà. Bên dưới thì có đu đủ này. Đấy và cuối cùng thì là xôi. Đây là nộm cải bắp đây. Bên dưới nước sốt này, có giá là 80.000. Bát tràng trứng này cũng có giá là 80.000 này. Đây, cái bát phở trộn đây các bạn này. 60 cành các bạn nhé. Đây trên này có thịt gà này, lạc này. Đây có cả giá nữa này. Trên này có rau bạc hà này.